Chào mừng cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Trong video ngày hôm nay, em xin chia sẻ cách làm món chân giò bó. Cách làm này hoàn toàn mới. Chân giò được tẩm ướp gia vị, thêm một số nguyên liệu có mùi thơm tự nhiên, tạo nên thành phẩm chân giò bó rất chắc. Da bên ngoài giòn giòn, bên trong thịt mềm mịn không bị rỗ, có màu hồng đẹp. Khi ăn có vị đậm đà, thơm của tiêu, hành, tỏi và sả. Ăn trong ngày Tết hoàn toàn không bị ngán. Nếu các anh chị và các bạn đang tìm một cách làm chân giò bó ăn trong Tết này thì hãy tham khảo cách làm sau đây nhé. Đầu tiên để làm món chân giò bó hôm nay ở đây thì em có sử dụng là một cái chân giò heo 1,9 kg. Khi mua sẽ nhờ chủ bán bỏ móng lột xương cho đẹp, sau đó về cạo lông còn sót lại. Sau đó dùng muối thêm một chút rượu trắng hoặc là giấm trà lên da rửa tới khi sạch, rồi dùng khăn hoặc là giấy thấm cho khô ráo nước. Các anh chị và các bạn nên sử dụng chân giò trước sẽ nhiều thịt, thẳng và cân đối. Tiếp theo chuyển qua làm phần sốt ướp thịt. Để ướp một cái chân giò 1,9 kg, em sử dụng các nguyên liệu theo tỷ lệ: 2 củ hành tím, 1 củ tỏi, 3 tép sả cây lấy phần non bên trong, 1 thìa canh tiêu sọ để nguyên hạt rang thơm, kèm theo đó là tiêu xay. Tiếp theo cho hỗn hợp các nguyên liệu vào cối xay. Gia vị nêm vào 2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê bột ngọt hoặc là đường, tùy theo từng vùng miền sẽ nêm làm sao cho phù hợp, 1 thìa canh nước mắm, tiêu xay, tiêu sọ sẽ tăng giảm theo sở thích của gia đình, 1 thìa canh rượu trắng để món thịt được thơm hơn. Rồi đem xay hỗn hợp. Hỗn hợp được xay nhỏ vừa mịn đều là được. Tiếp đó, đối với chân giò sẽ cắt bớt phần thịt bên phía trên cho cân đối, để nhồi vào bên trong chỗ rỗng. Phần da sẽ ôm hết được phần thịt bên trong sẽ đẹp. Rồi cho hỗn hợp nước sốt vào. Bóp để cho thấm đều vào thịt. Sau khi nước sốt đã thấm đều vào thịt, sẽ rải phần tiêu sọ xung quanh. Và nhồi thịt vào bên trong chỗ rỗng cho chặt. Cuối cùng sẽ túm phần da để bao hết được phần thịt bên trong. Dùng dây lạt hoặc là dây thực phẩm buộc định hình. Tiếp theo để bó và gói chân giò ngày hôm nay thì em có sử dụng đây là lạt rang và lá chuối. Lá chuối sẽ hơi trên lửa cho héo bớt rồi lau sạch khô ráo. Tiếp theo đặt 1-2 lớp lá xen kẽ nhau cho cân đối.
rồi đặt chân giò vào trứng giữa. Sau đó cuộn lá lại cho kín phần chân giò. Buộc dây lạt định hình từng đoạn. Sẽ gấp lá bên đầu to trước. Dùng mẫu lá bo lại cho kín và đẹp. Cách bó như vậy sẽ cuộn dây có khoảng cách để chân giò được chắc. Cách làm rất đơn giản, chân giò được bó xong. Tiếp theo sẽ cho chân giò vào nồi và đổ ngập nước. Khi luộc sẽ cho vào một củ hành tây cho thơm. Và sẽ luộc chân giò trong khoảng thời gian từ 90 tới 120 phút là chân giò chín vừa ăn. Sau thời gian luộc được 95 phút, kết hợp với ủ trong nồi thêm 20 phút, lúc này chân giò đã chín, sẽ lấy ra ngoài. Và để cho nguội hoàn toàn, nếu thời tiết lạnh sẽ để bên ngoài, trời nóng sẽ bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh trong khoảng thời gian từ 6 tới 8 tiếng cho săn lại, khi ăn sẽ giòn và ngon hơn. Sau một thời gian để chân giò trong ngăn mát của tủ lạnh được 6 tiếng, lúc này chân giò đã săn lại. Xin mời các anh chị và các bạn cùng em kiểm tra thành phẩm. Ăn tới đâu sẽ cắt lạt và lá chuối tới đó. Thái chân giò thành lát mỏng hoặc là dày theo sở thích. Chân giò được bó theo cách này, thịt bên trong rất mịn, không bị rỗ, có màu hồng sáng đẹp, không bị khô, xen kẽ tiêu rất hấp dẫn. Cách làm rất đơn giản, kết hợp một số gia vị tẩm ướp và bó chân giò, tạo nên món ăn cực kỳ hấp dẫn và bắt mắt.
Khi ăn, tùy theo sở thích có thể chấm nước mắm ớt hoặc là muối tiêu chanh hay là cuốn bánh tráng chấm nước mắm chua ngọt. Ăn kèm rau sống, bún, củ hành, củ kiệu, dưa chua, dưa món sẽ ngon, chuẩn vị, giúp giải ngán, kích thích vị giác mà không bị ngán. Đây là một cách làm chân giò bó hoàn toàn mới, vừa thơm ngon lại lạ miệng. Nếu các anh chị và các bạn đang tìm một cách làm món chân giò bó ăn trong Tết này thì hãy tham khảo cách làm này nhé. Đảm bảo gia đình, bạn bè, người thân sẽ thích. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.